Đói. 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 Tạt chân ra. Đúng rồi, cái chân lòi xuống. Rồi. Rồi nằm lăn lộn. Đúng rồi. Đưa hai chân lên trời. Đó là người bán kìa. Cho bạn coi. Ghê quá lòi xin liêm. Ghê quá con. Đưa phải cho đẹp chứ. Ok. Rồi, tập thể dục nhịp điệu luôn. Em bước vào anh đau quá đi. Hửi hoa. Rồi, đứng lên múa. Nằm để cái tay gì nữa nè. Sớm lên để cái tay lên. Đau quá. Sao kêu vậy? Rồi đứng lên. Không chứ chúng tôi à. Điệu. Đập vào chết rồi. Chết rồi sao đau quá vậy? Nhìn thấy càng đau rồi. Điệu nữa, lăn lăn lộn. Muốn đi kem được còn đau. Rồi đứng lên. Thêm đi nữa nè. Rồi cảm ơn. Không cáo kem đi liệu. Vậy anh ta hồi rửa đi, tôi thì rồi, đứng lên nè. Đẹp quá. Xinh quá.